rồi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về đất thổ cư cũng như nhà ở liền kề có diện tích trên sổ đỏ từ 30m² trở lên và có cái giá bán chỉ từ 600 triệu đồng. Thì hôm nay em xin gửi tới các mọi người một dự án mới của bên công ty em, là vị trí là ở phường Đa Sĩ, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Thì hôm nay em đang đứng rất là gần với dự án rồi. Hiện tại thì là em đang đứng ở đây phía đây là hai căn ở Đa Sĩ này, là thuộc dự án của bên em này. Mọi người có thể quan sát luôn cách đường ô tô đây. Ô tô vào với dự án này chỉ có 15m thôi, và ngõ trước nhà là 2m rưỡi, ô tô taxi có thể lùi vào tận cửa nha mọi người. Bây giờ mời mọi người đi vào tham quan căn nhà của em nhé. Tầng 4 của
gồm một phòng và một sân phơi rất là thoáng. Đây là vị trí sân phơi ạ, rất là thoáng. Và đây là thêm một căn phòng nữa. Phòng nào cũng được thiết kế ban công riêng biệt, có thể mở cửa ra ngắm cảnh xung quanh như là lấy gió vào nhà, rất là thoáng. Và phòng nào bên em cũng chờ lắp đặt ống chờ điều hòa sẵn rồi. Em sẽ nhắc lại một chút cái vị trí căn nhà này là ở phường Đa Sơn.